Hello, xin chào tất cả mọi người có khỏe không? Hôm nay thì Vinh sẽ gửi đến cho mọi người một trích đoạn karaoke mới. Một trích đoạn karaoke này là một sáng tác của nghệ sĩ Lăng Ba. Trích đoạn rất là hay, trích đoạn được mang tên là Nghịch Tử Tiết Ấn Lưu. Mọi người cùng hát với Vinh nha. Mọi người cùng hát nha. Dạ, có Tiết công tử xin triệu hồi chính nội. Trẻ dập đầu chúc câu bên an, cuối xin mẹ thứ tha tội tên. Trái quân ý không làm gương, tự ý xuất chinh làm hào binh. Dạ thưa mẹ, trẻ giao tranh cùng Ô Lợi Hắc, bị phép màu thiên ám địa môn. Con lạc vào cốc khẩu, mảng sắp vùi chôn. Dạ ngờ đâu kỳ duyên nơi non lãnh Phụng Hoàng, cô số kiếp xe tình cùng thần nữ. Dạ con túng thuế tùng quyền đành chấp nhận, mới trở về chuộc tội với mẫu thân. Lỗi tự chuyên quả ước hẹn sang minh, dạ trẻ gian lại mong nghiêm đường dung thứ tội.
sao đàn tâm xuống tay nghiệm hờn. Mẹ đành lòng giết bỏ con sao, bởi do cơ trời bày ra mối lương duyên. Niềm đau thương cay đắng truân công mình chứng cho tâm. Thân con há đâu màn truyền tứ sanh, chỉ mong ơn trên linh đường thấu chân tình. Duyên đầu nay giỡn bạn xin hẹn kiếp sau tương cùng. Lòng luôn khắc khoái mong về tình nương. Phùng hoàng sa ơi cam rơi đâu nào phiền than chi, lòng hùng anh đâu nao nung, trò xanh tớ chỉ như hồng mau xinh xoái và ban nghiêm hơn, làm lần ba quân gương sáng như dần dương. Tay xoáy màu đờ đần trong ngăn, giờ đây trọn chớ trung thần, tình con với mẹ nghẹn ngào cánh chia.
hàng máu thương tâm, giùm nở tay cho hồn nàng. Ban gian tương kiến, nàng dâng báo linh cho đường ban. Dạ, thần nữ có báo linh trừ giặc dữ, ngũ linh kỳ vốn báo vật tiên gia. Nàng nghe con thọ tội sẽ quy hàng, kiếm huyết nạp chuộc tội chồng cho bằng được. Sống núi lòng tròn ân nghĩa, làm cho xứng danh hùng anh. Xoay màu ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.